Hello, chào anh em. Thì hiện tại thì mình đang ở hồ câu Phúc Thành. Đấy, chỗ hồ đường sau lưng đấy. Thì chuyến này thì mình vẫn đang đi test một số sản phẩm bên mình. Đấy. Và chuyến này thì mình sẽ chơi hai bộ môn phối hợp luôn là nháy thật và giả. Nhưng mà sáng sớm thì mình đánh màu giả hay hơn. Ở cái hồ này thì đây có hai em đang lên cá, mình không tiện quay cam lại được. Đây cái hình này nè, tí mình trên cái bài của mình sẽ để lại số điện thoại của chủ hồ, anh em muốn gì liên hệ trực tiếp với chủ hồ nha. Thì cái hồ này thì mình biết là có cá chép, cá lóc, lóc bông luôn nha. Đấy, đi hình. Ok anh em nha, thôi xuống gần nè chứ mấy anh chuẩn bị hết trơn rồi. Anh Hiếu, cái câu của Nguyễn Danh hay nói với anh Hiếu là anh Hiếu đi câu chứ anh không có lấy cá không. Rồi thôi ba đêm ý, vừa quăng xuống cái ăn liền luôn nha anh em. Táp xuống ăn, xuống táp ăn liền luôn nha anh em. Quăng xuống người tạp ăn liền. F48 nha anh em. Quăng xuống người tạp là đông. Nó còn con nữa. F48 nha anh em. Ok nha. Nhóm chạy nha anh em. Sorry. Nuôi rồi. Chào anh em. Cái hiện tại thì mình đang xây sạch. Sorry anh em nha. Dạ. Nuôi.
Đây. Sản phẩm này là F45S nha anh em. Đây, ok nha. Lên cá. Heo hả mày? Heo hả mày? Táp rồi đóng nha anh em. Cứ táp rồi đóng không mua nó nhiều nha anh em. Đấy. Mình thấy nó theo rõ ràng luôn. Ý. Đây có những cái thước phim mà chân thật nhất thì mình đi khá là xa trong chuyến này, từ Bình Dương lên tới Bình Phước nó sẽ rơi vào là tầm 350 cây số, lượt đi lượt về nó là 300 cây. Hy vọng anh em ủng hộ mình ở cái kênh này. Cái sản phẩm này là con F48 nha. Ok nha anh em. Táp hả mày? Táp hả mày? Táp hả mày? Táp với tao hả mày? Chỉ có những địa hình như thế này kìa anh em mới thấy được cái cảnh là cổng leader tốt. Với lại thêm một cái nữa đó, mình nói sơ cho anh em nghe, sen á, cá heo anh em quay nó không kịp, cho nên là lúc cái trường hợp là anh em nhấp là ok. Ha, ok không? Ok anh em nha. Nói chung là với địa hình này á thì anh em đánh mồi chậm thì chậm, chậm thì chậm luôn. Chưa? Anh em thấy chưa? Hả? Anh em quýnh càng chậm càng tốt. Chấp là nó theo là nó táp à.
Ok anh em nha. Sản phẩm này là F40. Ok anh em. Ăn ai rồi. Con giúp ở dưới đây nè anh em, con còn đang giò nè. Mày hả mày, nghe chưa, mấy cái dòng này táp là đóng nó đã táp phục một cái nè. Đối với địa hình sang này anh em lưu ý cho mình nha, đánh càng chậm càng tốt, đánh đặc biệt những dòng nhé hơi nổi á, đánh càng chậm càng tốt là ok nha. Rồi ok, bye bye. À, sản phẩm ghê, từ từ. Con này là con F45 nha anh em, xe nổi 8g. Đường đầu tiên luôn nè. Ô. Đường đầu tiên luôn nha anh em. Cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà những cái dòng này anh em cứ táp là đóng giùm mình. Tại vì á, một khi con cá lớn nó táp là nó đã vô nằm trong miệng rồi, cho nên là anh em có nhóm nó cũng vậy à. Cho nên đối với quan niệm của mình, cứ táp là đóng, 1, 2, 3 hạ cần đóng. Chứ anh em đừng có nhóng, càng nhóng mấy anh em càng sảy. Ok nha anh em.
mấy cái con này xài này thì cứ táp và đóng nha nè. Hiện tại thì mình đang đi ở câu ở hồ dịch vụ của anh Thanh. Lâu khách hàng lâu năm của mình. Mua hàng xong rồi ở đầu câu rồi, bây giờ ảnh mời mình lên câu như này. Cái kẹp nó bị hư rồi. Sản phẩm của CC40 CC40 của TNT cho nên táp là đóng. Chống vướng thì tốt. Táp và đóng một cái anh em nha. Và thêm đây là, chào anh em nha, và đây là trang cá nhân của Facebook anh Thành, cũng như là mọi thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp anh Thành và số điện thoại rồi. Cho nên là mình nhấn mạnh muốn nói thêm là địa hình đẹp, cá tương đối là lớn cho anh em đủ cảm giác. Hy vọng là anh em ủng hộ mình và lẫn anh Thành. Ok anh em nha.